Phải nói là nếu như nó không có cái gì để nói thì cũng là không quay được các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bác một con loa súp bát 20. Súp này là súp úp gầm, dành cho ô tô cũng được. Mà các bác không lắp cho ô tô thì các bác có thể lắp cho cái một cái phòng hoặc là một cái thùng nhỏ gọn là để bác thiết kế những cái đôi loa này với cái âm ly 299k để bác nghe trong gia đình cũng rất là hay. Con này thì nó đã có cái vòng gioăng xung quanh này, bác nhìn cái gioăng xung quanh này. Cái đường kính gioăng này của nó các bác chỉ cần thả lỗ nó khép hết gioăng vào thì nó sẽ được cộng hưởng nhé, qua mút bông tiêu âm đây. Con này từ neo bát 20 nhưng mà đánh rất là phê. Mức giá con bát 20 này, loa súp này chỉ có 399.000, 399 còn lại 400k cái bát này đi. 400k cái bát 20 đi. Em Tuấn bao phê cho bác, em nó là súp hơi nhé. Và em Tuấn đang để nó không có thùng xốp, em nó đánh với con âm ly này, âm ly 299.000. Còn đôi loa này là đôi loa của Sony bổ dục có mức giá 1.300.000. Thì sau đây em Tuấn sẽ test cho các bác biết là cái loa 399k này, con súp này nó giá trị như thế nào. Phải nói là luôn là với cái tầm tiền có súp hơi như này mà lại đánh con này là 399k đúng không? Gọi là 400 đi. Con này là 300, 299 gọi là 300 đi. 400 với lại 300 là 700, 700.000 nó đã có bác có này đánh. Và ngoài ra nó còn có một công suất 100W nữa để đánh cho hai con này luôn. Mời các bác đeo tai nghe vào. Xứng đáng đồng tiền bác ạ. Ngon, bổ rẻ. Đây là đáp ứng cho bác thích đam mê chơi những cái mặt hàng nó ít tiền nhưng mà ôi giời, gọi thông cảm tí nhá. Đợi chút đã. Đấy, các bác nhé. Sau đây em Tuấn test cho bác nghe. Đôi loa này là đôi của Sony. Bầu dục nó tầm khoảng 25, gần 25, 23, 25. Đôi này 1.300.000 một đôi, không có đâu, hàng này không có. Con âm ly này 299k em bán cho bác cả mấy trăm cái này. Rất là nhiều, trong vài tháng qua rất là nhiều con này rồi. Rất nhiều bác lấy rồi. Còn con súp này là 399k, gọi là 400k. Mời các bác đi, đeo tai nghe vào. Vãi, không có súp đấy, không thùng đấy. Rung đầy. Đấy, tắt đây, vừa tắt nguồn vừa tắt volume luôn ạ. Đấy, tắt volume luôn, bật lên này. Đấy, tắt tổng hết luôn ạ. Chào các bạn nha. Con đồng đi này 299k. Chiếc loa súp này 399.000. Còn đôi loa của Sony này 1.300.000.